cỏ Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em Tâm xin giới thiệu với các bác ba chiếc đồng hồ cực kỳ đẳng cấp và sang trọng. Và cả ba chiếc này hình thức còn rất mới các bác, hàng tuyển, rất là đẹp. Và hai chiếc hai bên là hai chiếc đồng hồ có tên gọi là đồng hồ Atmos Liechtenstein với mã số model là 528-8. Hai chiếc này là rất là đẳng cấp các bác. Và chiếc chính giữa là chiếc đồng hồ Chat lên dây một lần, máy hoạt động chạy 1000 ngày các bác. Mấy chiếc này là rất là tiện cho các bác khi mà không có thời gian để lên dây, vì hai chiếc Atmos hai bên là chạy bằng áp suất không khí, không cần phải lên dây, hoạt động 600 năm các bác, rất là đẳng cấp của Thụy Sĩ. Khi mà có không khí lưu thông thì hai cái áp suất bên trong nó sẽ tự động nạp code, lạnh thì ổ code sẽ tự động co lại và tự nạp vô, và khi mà nóng thì ổ code sẽ tự động bung ra. Thì như vậy thì làm cho cơ chế cái đồng hồ nó sẽ tự động nạp code luôn, mình không cần phải lên dây gì cả, rất là hay các bác. Và rồi bây giờ em sẽ vào chi tiết từng cái cho các bác xem. Đây, cái đầu tiên em xin giới thiệu là cái đồng hồ Chang & Chong, được sản xuất tại Đức năm 1954. Chiếc này thì kiểu dáng nó là vuông, bốn góc, rất là đẹp các bác. Vỏ được làm từ chất liệu đồng, mặt số tròn, chữ số La Mã các bác. Đây, nền mặt số là màu xám nha các bác. Đây nó có ghi rõ nè, 1000, đây khi mà mình lên code là nó chạy 1000 ngày. Dưới đây là made in Germany, sản xuất năm 1954. Hình thức máy móc thì còn rất mới, thì em sẽ đính những cái hình máy lên cho các bác xem, vì như vậy nếu mà em dùng tay em quay thì cái đồng hồ nó sẽ bị rung lắc, nó không có hoạt động tốt quá, khi em quay nó không có được đẹp. Khi mình muốn mở lên thì bên đây nó sẽ có hai cái nút nè các bác, mình mở hai con ốc nó ra thì mình gứt cái lồng lên. Đó, bên mặt trong của cái đồng hồ là một tấm đồng, bên hông là đều thấy máy nè các bác, rất là độc đáo. Đó, và em xin báo kích thước của chiếc đồng hồ Chat 1000 ngày này thì với chiều cao của nó là 24 cm, ngang là 20 cm, sâu là 14.5 cm. Thì trên bộ máy của chiếc đồng hồ Chat này khi hai phần chỗ mà móng ngựa cũng được làm từ chất liệu đá ruby các bác, nên máy chạy rất là tốt. Nó tương tự như đồng hồ vĩnh cửu đó, nhưng mà chiếc này mình phải lên dây. Và giá hiện tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 6 triệu các bác. Với mức giá này, cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc và bảo hành và máy móc 2 năm cho các bác yên tâm sử dụng. Đây là phần đầu nè các bác. Điểm nhấn của nó là nó có một cái như cái dương, cái chụp đó các bác, và bốn cái quai văn chạy, bốn cái miếng đồng chạy, rất là đẹp. Đây phần chân dưới đây thì nó có là ba cái nút chân này các bác, để cân bằng cái mặt bằng, cho tâm ra cái quả lắc nó vô giữa, không bị cạ thì nó mới hoạt động được nha các bác. Đây là phần mặt in nè các bác. Đó, Chat and John, made in Germany. Rồi, bây giờ em sẽ qua chiếc thứ hai là chiếc đồng hồ Atmos Liechtenstein 528-8. Đây, rất là đẹp các bác. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem. Nó là lồng kính 4 mặt,
mặt số tròn, chữ số học trò. Nền bên trong là màu trắng các bác. Máy là mạ vàng, vỏ cũng mạ vàng luôn các bác. Đây, có bên dưới trong lớp máy có đóng những cái make in đời và tên thương hiệu. Dưới đây là switch nè các bác, đó, sản xuất tại thị sĩ. Đó, bên dưới có một cái thủy để mình cân bằng mặt bằng. Đây, rất là đẹp. Đây, em sẽ quay bên trên để các bác xem. Thì bên đây, trên đây là các bác đã có một cái cây cần đó là để chỉnh nhanh chậm đó các bác. Bên trong là cái nồi đó là áp suất để cho cái máy tự động hoạt động. Đây là bộ máy bên trong nè các bác, rất là sang và đẳng cấp các bác. Và chiếc đồng hồ này thì những đời tổng thống cũng rất nhiều đời xài đó các bác, thuộc dạng là VIP lắm. Đây là phần kính nè các bác. Khi mà mình muốn cái cần dưới đây là cái cần gạt qua để hoạt động, mình khóa ở đây là khóa bi, khóa qua lắc lại. Hai nút bên trên là nút này nè, để mình cân chỉnh cái mặt bằng để cho quả lắc không bị cạ. Đây là trên đây là cái nút nè, để khi mình gặt mình mở cái cửa ra mình có chỉnh hoặc là cái gì đó nè. Đây là phần kính. Đây. Đó. Rất là đẹp các bác. Toàn thân mạ vàng nha các bác. Và em xin báo kích thước của chiếc đồng hồ Atmos 528-8 này. Với kích thước là chiều cao là 23,2 cm, bề ngang là 20,5 cm, chiều sâu là 17,5 cm. Và chiếc Atmos bên trái này, cửa hàng em đang bán với mức giá là 21.500.000. Và với mức giá này, cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc và bảo hành và máy móc 2 năm cho các bác. Đây là phần đầu bên trên. Rồi, em sẽ qua chiếc thứ ba, cũng là đời Atmos Liconchi 528-8 luôn các bác. Giống như mẫu bên đây luôn. Đây. Và chiếc Atmos này được sản xuất vào năm 1970, năm 1980 nha các bác. Sản xuất tại Thụy Sĩ. Thì chiếc thứ hai này thì có được một cái mạc gọi là của hãng Ziegler Liconchi, và ghi cái đời của nó 528-8 đó các bác. Đây, em đã tả sơ bên kia rồi, thì chiếc này em chỉ cần quay cho các bác xem thôi. Atmos dưới đây là ghi là Swiss Mat các bác. Rất là đẹp các bác. Bây giờ em sẽ đọc sơ về cái mô tả về chiếc đồng hồ này nha. Thì thiết kế đặc biệt như khung mạ vàng và kính bao quanh lộ rõ máy cực kỳ sang trọng mà lịch lãm. Đặc biệt có nhiều chân kính được đính ruby trên dòng Atmos 528-8. Dòng này thì cực kỳ xa xỉ. Và sự đặc biệt ở đây là chiếc đồng hồ Atmos này đều được chế tác thủ công.
Chiếc đồng hồ khi xuất xưởng đều trải qua các quy trình thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt của các chuyên gia, từ phần thân vỏ đến phần máy đều đạt được tối ưu nhất để tạo ra một siêu phẩm thời gian. Rồi, em đọc sơ các bác, cái đó em tìm hiểu ở trên mạng á, chứ câu văn thì em cũng không có hay lắm. Đây, phần trên. Đây các bác. Rất là đẹp. Đó, phần máy bên trong các bác, tất cả nó đều lộ thiên nha các bác. Lộ gõ qua ra bên ngoài. Đây thì cái phần kính của chiếc bên này thì nó có một cái mũi tên đi xuống nè các bác, là gạt xuống đó, để lấy kính ra nè, gạt xuống lấy kính ra đó. Quay sát vào phần máy cho các bác xem nè. Tất cả các cái chân kính của cái đồng hồ Atmos này là được sử dụng là đá ruby hết nha các bác, hoạt động vĩnh cửu 600 năm, rất là đẳng cấp. Toàn thân vỏ mạ vàng. Rồi, và bây giờ em cũng xin báo giá của chiếc Atmos thứ hai này có tem mạc bên trước bên dưới thì cũng có mức giá là 21.500.000. Và các bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu một trong ba chiếc đồng hồ đẳng cấp cực kỳ sang trọng này thì liên hệ em qua số điện thoại em để bên góc trái màn hình, hoặc tới ngay cửa hàng em tại số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem thực tế và trải nghiệm. Các bác nào cần thêm thông tin và hình ảnh thì cứ kết bạn với em, hai sớm để bên góc trái, em sẽ gửi hình ảnh thêm và tư vấn cho các bác để cho các bác yên tâm khi chốt hàng. Cảm ơn các bác đã xem video. Em xin kết thúc.